Nam em đóng vai chính trong bộ phim 7980. Xuất hiện trong lễ ra mắt, nam em gây chú ý trong bộ đầm tinh khiết của nhà thiết kế Nguyễn Minh Công. Không quá cầu kỳ, bộ cánh thanh lịch như nữ tính, góp phần tôm lên vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện, đặc biệt tạo cho nam em vẻ ngoài gần gũi, nhưng vẫn không kém sự sang trọng phù hợp với không khí của một sự kiện lớn. Bộ phim Tết 7980 kể về câu chuyện anh Tám do Kiều Minh Tuấn đóng, bán hàng bánh tiêu bị mất người yêu do nam em thủ vai, vào tay một trùm giang hồ thế lực. Cùng đường nên ảnh phải lôi người anh họ tên Mười vào cuộc. Mười bị mù, ở quê lần đầu tiên lên thành phố cùng với con vịt cưng, nhưng anh là một cao thủ ẩn danh với môn phái bành công kỳ dị. Kể từ đó bắt đầu một hành trình ly kỳ quyết liệt với những pha võ thuật lạ mắt sôi động, màn riết xe trứ danh doanh mù lái và câu chuyện đủ mọi sắc thái tình cảm, từ âm mưu chiếm đoạt đến yêu thương tha thứ. Góp mặt trong bộ phim, đáng chú ý có sự tham gia của người đẹp nam em. Người đẹp có từng màn lấn sân sang sân khấu ấn tượng khi tham gia nhiều bộ phim, đặc biệt phim Lô Tô. Lần trở lại này, nam em tiếp tục đợi được Donnie đóng dài với hình ảnh cô gái miền Tây xinh đẹp, hiền lành và sở hữu giọng hát ngọt ngào sâu lắng. Trong 7, 8, 9, 10, nam em sẽ thủ vai một cô gái là con của người cha nợ nần và bị ép gả cho chủ nợ. Không chấp nhận điều đó, nam em cùng với người yêu là Kiều Minh Tuấn thủ vai và những nhân vật khác tìm cách vượt qua nhiều khó khăn thử thách, dở khóc dở cười. Phim mong muốn truyền tải thông điệp giàu ý nghĩa, lồng ghép khéo léo vào những tình tiết hài hước vui vẻ, phù hợp với những ngày đầu năm mới. Không đơn thuần là nhan sắc góp mặt để giúp bộ phim đẹp về hình thức, nam em còn có màn hóa thân thành cô người yêu xinh đẹp, hát bolero mùi mẫn. Nam em chia sẻ, nam em rất vui khi ngày hôm nay được gặp gỡ lại ekip đoàn phim, cùng đông đảo anh chị em nghệ sĩ, truyền thông và khán giả đến thưởng thức bộ phim. Hy vọng bộ phim sẽ mang lại nhiều giá trị giải trí thú vị cho khán giả trong dịp Tết sắp đến. Điều đáng mừng là sau khi xuất chiếu đầu tiên vừa ra mắt đã có nhiều ý kiến phản hồi đánh giá diễn xuất của nam em tự nhiên, chân thật và gần gũi hơn so với vai diễn đầu tay. Đó cũng là một sự khích lệ lớn để nam em tiếp tục trau dồi hơn. Bộ phim 7980 ngoài nam em còn quy tụ đông đảo diễn viên Kiều Minh Tuấn, Thu Trang, Dustin Nguyễn, Tiểu Bảo Quốc, Hoàng Sơn, Lê Bình, Đại Nghĩa. Phim hứa hẹn sẽ mang lại gia vị thú vị ngày đầu năm mới cho khán giả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.